Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cùng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hoa hư không. Yeah. 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 Lấy con số 14 đời chúng ta có thể một chút nữa là con số 15 được không ạ? Vậy lên nào, hey, vậy sập xa cho buổi tối ngày hôm nay nhá. Trên thế gian bây giờ tìm đâu bạn hữu tâm giao, bọn chân với bao gian dối vui dập nhóm cũng vì lời dành. Nghèo người đời khinh chế, tiền sẽ mua được trắng thay đen. Không biết đúng hay sai, bất chấp hơn thua mặc ai. Người đời vì lòng tham bán đi tình thân họ hàng, bận hàn khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la nhà lầu xe sang, nhắm mắt xuôi tay nằm số dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn chiếc xó ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cùng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đánh, buông tay về trời đời bóng hố. Yeah. 14 ca 2 chị là mọi người ơi, mỗi người mọi tay mỗi người một lời chia sẻ nữa được không ạ? Đạt mốc 15 cho buổi tối ngày hôm nay được không mọi người? Yeah. Lên 15 buổi tối hôm nay chơi tới sáng được không? Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thank you mọi người. Yeah. Người đời vì lòng tham bán đi tình thân họ hàng, bận than khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la nhà lầu xe sang, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cùng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đánh, buông tay về trời đời bóng hố hư không. Đô la nhà lầu xe sang, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cùng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đánh, buông tay về trời đời bóng hố không. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.